Chào thể các anh, hôm nay thì em xin mang tới cho các anh một cái phiên bản bật lửa à, với cái thiết kế dài hơn với những chiếc bật lửa thông thường rất là nhiều. Thì như các anh thấy ở đây thì nó dài hơn này, nó dài hơn rất là nhiều. Đương nhiên rồi thì đi kèm cái kích thước dài hơn thì cái khả năng giữ xăng của nó cũng lâu hơn một phiên bản bình thường rất là nhiều. Một lần châm xăng các anh có thể sử dụng tối đa được lên tới 10 ngày. Đó, một phiên bản bật lửa khá là tuyệt vời. À, ở dưới mục đáy này thì như các anh thấy nó được khắc cái dòng chữ long, có nghĩa là dài. Brad là đồng có nghĩa là chiếc này làm bằng đồng nguyên khối và được thiết kế dài hơn so với bình thường à, cái họa tiết hoa văn được khắc trên này là hình cá chép hóa rồng mặt trước sẽ là hình cá chép này và mặt sau sẽ là hình rồng mây đó nhìn cực kỳ là đẹp và sang về âm thanh thì chiếc này cũng có cái âm thanh rất là hay nhé đây anh nghe này đó, âm thanh hay và sử dụng xăng đá bức giá thì bên em đang bán với giá cực kỳ là rẻ và ưu đãi em dám cam đoan rẻ nhất thị trường 350.000 năm mươi 350 nghìn ba trăm cho một phiên bản bật lửa đồng thau nguyên khối thiết kế dài à, khắc họa tiết ăn mòn axit à, cá chép hóa rồng như thế này à, dài hơn rất là nhiều nhá Đây, như anh thấy này anh nào quan tâm rồi thì hãy để lại số điện thoại để nhân viên bên em được tư vấn nhé trước khi là đẹp và sang trọng nhìn rất là độc khắc ăn mòn axit rất là sâu. Đó.